năm 2020 thì được huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện là đã giao cho xã Tân Niên về xây dựng về đích nông thôn mới. Ban đầu thực hiện còn rất là khó khăn về cơ sở vật chất cũng như hạ tầng đường giao thông nông thôn và đường trường trạm cũng còn là khó khăn. Cấp ủy chính quyền và cùng nhân dân trong xã Tân Niên quyết tâm, nhân dân đã hiến đất là làm đường và góp ngày công và của cải vật chất, ngân hàng chính sách Cao Lộc và ngân hàng phát triển nông thôn huyện Cao Lộc cũng đã tạo điều kiện cho bà con nhân dân xã Tân Niên là vay vốn về phát triển kinh tế cũng trên 16 tỷ đồng. Đến thời điểm này thì là sử dụng cái nguồn vốn của huyện, của tỉnh, của trung ương là đã phát triển kinh tế mang lại cái thu nhập năm nay là 36 triệu đồng trên một người một năm. Nếu mà mọi người áp dụng mô hình mới so với mô hình ngày trước mình theo truyền thống thì nó đạt kết quả cao hơn. Nếu mà làm năng suất tốt thì được khoảng 7 đến 8 tạ trên một sào khoai tây. Trước thì mỗi năm chúng tôi làm một xã nông thôn mới, nhưng năm nay chúng tôi là đăng ký với tỉnh là thực hiện hai xã về đích nông thôn mới và một xã nông thôn mới nâng cao. Thì kết quả hết năm 2020 thì có hoàn thành 100% các nhiệm vụ công việc đã đăng ký, trong đó có xã Xuất Lễ là xã biên giới đặc biệt khó khăn đã về đích nông thôn mới, và xã Tân Liên cũng là xã đặc biệt khó khăn cũng đã về đích nông thôn mới, và xã Hải Yến là xã nông thôn mới nâng cao. Mà chúng tôi xác định được địa bàn huyện Cao Lộc chúng tôi thì trên 70% là nhân dân làm nông nghiệp. Cho nên là 19 trên 19 cái tiêu chí ấy cũng chính là cái kết quả mà đạt được của chính quyền từ xã đến huyện để cho người dân phát triển trong ngành nông nghiệp. Này, xin về xã cho làm nhà. Vào Tân Niên này còn chưa sướng còn thế nào nữa? Dạ. Thì được nhận cái quyết định của ủy ban nhân tỉnh về xã Tân Niên về đích nông thôn mới, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Tân Niên rất là phấn khởi và vui mừng. Sang năm 2021 thì là cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Tân Niên tiếp tục vẫn giữ lại 19 trên 19 tiêu chí và sẽ phấn đấu là xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu và xã nông thôn nâng cao. Anh ấy bảo thôi cũng điện cho anh ấy bỏ anh ạ. À.